Biết nhiều, biết ít, nhưng nhất định phải biết điều. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Sống thì phải có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, đừng ậm ừ thế nào cũng được. Có kế hoạch, mục tiêu rồi thì hành động đi, đừng chần chừ, đừng trì hoãn, đừng mãi ăn bánh vẽ hoài thế. Lâu dần chính bản thân bạn cũng thấy chán mình chứ đừng nói người khác. Nhất định phải có kỷ luật bản thân. Đã nói là làm, sai cũng làm, phải làm mới rút ra được kinh nghiệm. Còn cứ ngồi đó sợ hãi đủ đường thì đến cơ hội sai lầm cũng không đến phần bạn. Google gần như có thể giải đáp tất cả những gì bạn thắc mắc. Nó miễn phí mà, hãy tận dụng đi. Đừng suốt ngày up ảnh, up status sống ảo nữa. Nó không khiến chiếc bụng của bạn no được đâu. Tắt up ảnh ảo và đi kiếm tiền hoặc học những thứ bổ ích khác đi. Biết mình không thông minh thì lấy sự cần cù bù vào. Người ta đọc một tháng được một quyển sách, bạn phải đọc ít nhất 3 cuốn. Với mạng xã hội, ngừng theo dõi những thứ xàm xí đi. Ấn theo dõi ngay những người truyền cảm hứng, những người thành công, những người luôn mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực, giống như kênh của Lúa chẳng hạn. Đừng bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái trống rỗng, nghĩa là không biết bản thân muốn gì, nên làm gì. Phải luôn luôn đẩy bản thân vào guồng hoàn thiện bản thân. Khi gặp vấn đề phải tìm hướng giải quyết ngay, đừng ỉm nó đi. Nếu không muốn những vấn đề đó là tiền đề cho sự thất bại. Đừng bao giờ phí thời gian lướt mạng xã hội một cách vô thức. Hãy để dành nó để học ngoại ngữ, trau dồi thêm kỹ năng bản thân còn thiếu, còn yếu. Muốn hội nhập phải biết ngoại ngữ, muốn gì thì muốn. Ngoài tiếng mẹ đẻ, nhất định phải học thêm ít nhất một vài ngoại ngữ. Lớn rồi, phải biết chọn bạn mà chơi, nhìn cho rõ đâu là bạn, đâu là bè, đâu là người mình nên tin tưởng, đâu là kẻ chỉ để xã giao. Thị phi ở đời nhiều lắm, đừng để bản thân bị cuốn vào những chuyện tào lao, lãng phí thời gian. Phải là người vừa có tài, vừa có đức, biết nhiều, biết ít, nhưng nhất định phải biết điều. Tuyệt đối không lãng phí thời gian vào những người, những việc không đáng, ví dụ như đau khổ, dằn vặt bản thân khi chia tay, bị từ chối, hoặc khi làm một việc gì đó thất bại. Tuyệt đối không, thời gian đau khổ, dằn vặt đó hãy dành dụm để làm, để đối tốt với bản thân, với những người xứng đáng thì hơn. Và điều cuối cùng, hãy bung hết sức mình mà làm thật quyết liệt. Không thành công thì cũng thành nhân. Nhớ nhé!